ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 cũng như là sau kỳ nghỉ lễ thì thị trường chứng khoán đã bị giảm khá mạnh. VN Index đã tụt mất 17 điểm và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhận định của vị chuyên gia về thị trường chứng khoán về diễn biến này. Và chúng tôi có mời đến trường quay anh Huỳnh Tấn Thuế là giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi của công ty chứng khoán HCM. Cảm ơn anh Thuế đã đến đây tham gia chương trình. Như anh thấy thì là có một vài trong những cái chương trình trước cũng trong khuôn khổ bản tin FBNC thì các chuyên gia về thị trường chứng khoán cũng có khuyên các nhà đầu tư rằng là sau khi nghỉ lễ vào thì họ nên chờ đợi, cũng không có nên vội vàng giải ngân vào thị trường chứng khoán. Thì với những cái diễn biến của ngày hôm nay, thực tế của ngày hôm nay thì anh có thấy rằng là cái việc này nó đã nằm trong dự liệu của các nhà đầu tư hay không, hay là tạo một cái sự bất ngờ nào đó cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân? Thì diễn biến của phiên ngày hôm nay á, thì trước hết chúng ta thấy là trong cái đợt tăng mà trước ngày nghỉ lễ dài vừa rồi á, thì thị trường tăng nhưng mà nó sẽ kém thuyết phục. Lý do là bởi vì trong cái đợt tăng này á, thì các nhà đầu tư nước ngoài họ là người dẫn dắt, trong khi đó nhà đầu tư nội, cái dòng tiền của nhà đầu tư nội thì nó khá là kém. Và khi mà thị trường tăng điểm thì cái dòng tiền nó không có sự cải thiện. Và chúng ta thấy rõ là trước ngày lễ đó, thì cái thanh khoản nó đột ngột nó sụt giảm rất là nhiều. Điều này thì một phần nó sẽ làm cho tâm lý nhà đầu tư nó chưa có thực sự vững và cảm giác tin tưởng vào thị trường. Thì sau khi mà nghỉ lễ vào, chúng ta thấy là trên thị trường có khá là nhiều thông tin bắt đầu tiêu cực và xuất hiện. Cụ thể như là thông tin về cái thông tư 02 áp dụng trong thời gian tới. Thì cái thông tư này thì nó đã có trong thời gian trước rồi. Tuy nhiên thì bây giờ sẽ có cái kế hoạch để mà triển khai và áp dụng vào thực tế. Thì khi mà cái thông tư này được áp dụng á, thì cái tài sản thế chấp ở ngân hàng sẽ được đánh giá lại, và thông qua đó thì cái nợ xấu ngân hàng có khả năng nó sẽ được gia tăng lên. Và nếu mà theo cái thông tư mà 36 á, thì khi mà một số cái ngân hàng mà có một cái tỷ lệ nợ mà khá là cao, tỷ lệ nợ xấu cao á, thì sẽ không được cho vay. Thì điều này nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền, và tôi lo ngại là sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền trong thời gian tới. Một cái lý do nữa đó là cái sau trong cái đợt lỡ vừa rồi chúng ta thấy là cái giá dầu thế giới nó tăng lên, và cái khả năng giá xăng trong nước sẽ tăng, và cái khả năng là trong chiều hôm nay thì có chúng ta sẽ có cái quyết định chính thức về điều đó. Thì cái điều này cũng là một cái yếu tố mà nó ảnh hưởng cái tâm lý đến thị trường, và nhiều khi nó khớt đại lên khi mà cái tâm lý của nhà đầu tư nó chưa thực sự là ổn lắm. Vâng, cái thông tin giá dầu tăng thì là một cái thông tin xấu nói chung đối với lại người tiêu dùng. Tuy nhiên đối với lại các nhóm cổ phiếu của ngành dầu khí thì lẽ ra đây là một cái thông tin đáng ra là phải đẩy giá của các cổ phiếu ngành dầu khí lên. Thì theo anh, tại sao lại không có điều này xảy ra trong cái phiên sáng ngày hôm nay? Nếu mà chúng ta mà quan sát trong phiên giao dịch của ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy là cái thông tin mà giá dầu á, nó ảnh hưởng khá là tích cực đến nhóm dầu khí ở đầu phiên. Cụ thể là chúng ta thấy là ngay từ khi mà đầu phiên vào thì chúng ta thấy giá BBLY một số cổ phiếu nhóm dầu khí thì nó tăng giá và nó giữ được màu xanh ở đầu phiên. Tuy nhiên thì do cái tình hình chung với một số cái nguyên nhân mà ảnh hưởng tới thị trường chung như mình có chia sẻ, và đồng thời có một số cái thông tin nó liên quan đến nhóm dầu khí, và mặc dù cái thông tin này chưa có xác thực, tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nhóm dầu khí khá là nhiều. Và chúng ta thấy là cái nhóm dầu khí nó cũng theo cái nhịp giảm của thị trường và nó giảm trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cuối phiên thì chúng ta thấy là cái đợt này khi mà cái đợt tăng trước lỡ thì cái nhóm dầu khí tăng và BVD là cái cổ phiếu mà dẫn dắt trong nhóm này, thì vào cuối phiên thì BVD nó tăng lại, tức là cái mức giảm so với cái trong phiên thì nó còn là rất là ít, còn cả 500 thôi, giảm khoảng 500 thôi. Vâng, tức là cũng không chống đỡ nổi với cái toàn lực của thị trường khi mà hàng loạt các cổ phiếu đều giảm giá. Tuy nhiên thì anh nghĩ là trong thời gian tới thì sau khi mà cái giá dầu thế giới nó vượt qua được cái vùng mà kháng cự khá là mạnh quanh 54, thì hiện giờ nó đang tiệm cận quanh khoảng 60 đô thì các khả năng nó sẽ điều chỉnh ở vùng này một xíu nữa. Nhưng mà nhìn chung thì anh nghĩ là cái khả năng nó sẽ tiệm cận quanh vùng 65 đô là khá là cao trong thời gian tới. Thì với cái diễn biến của BVD ngày hôm nay và cái
những cái thông tin mà giá dầu nó tác động đến nhóm dầu khí, thì anh nghĩ là cái nhóm dầu khí nó sẽ sớm quay lại mà dẫn dắt cái thị trường trong thời gian tới. Vâng, và tôi muốn hỏi nhanh anh một câu hỏi nữa thôi, là về một cái nhóm cổ phiếu khác, tên là nhóm bất động sản. Thì trước lễ thì có một số chuyên gia cũng đánh giá cao cái nhóm bất động sản, bởi vì bất động sản của chúng ta cũng đang ấm lên dần và cũng không có mấy ảnh hưởng lắm như là ngành ngân hàng hay là ngành dầu khí. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là ví dụ những cổ phiếu hôm nay như là Hoàng Anh Gia Lai hay là Hoàng Quân hay là LCG thì thậm chí là không tăng giá mà còn nằm ở giá sàn nữa, thì đây là một cái hiện tượng gì vậy anh? Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta ngồi những cái thông tin ảnh hưởng xấu đến thị trường chung á, thì có một cái thông tư là thông tư 200, thì trong đó có cái quy định về việc mà sửa đổi là cái việc mà hạch toán doanh thu và lợi nhuận của những cái doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản. Thì cụ thể là trước đây á, thì khi mà doanh nghiệp bất động sản họ nhà đầu tư khi mà họ tham gia họ mua bất động sản, họ trả tiền trước hoặc là nhà đầu tư họ trả theo tiến độ, thì doanh nghiệp bất động sản có thể hạch toán cái doanh thu lợi nhuận này vào Vâng. cái thời điểm mà báo cáo quý đó. Thì với cái quy định mới thì cái doanh thu lợi nhuận này sẽ không được hạch toán, Vâng. và khi nào mà tiến độ dự án xong đó, thì chúng ta mới được hạch toán cái điều này. Thì chính cái điều này nó trong thời gian ngắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà làm giảm cái doanh thu và lợi nhuận của đa phần những cái cổ phiếu bất động sản trong nhóm ngành bất động sản. Vâng, cảm ơn rất nhiều về những thông tin anh vừa chia sẻ. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những nhận định của anh Huỳnh Tấn Thuế đến từ công ty chứng khoán Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin nổi bật trong ngày. Theo kết quả khảo sát của NZ và Roy Morgan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục giảm 1,3 điểm trong tháng 4 xuống còn 140,2 điểm. Con số này vẫn còn cao hơn nhiều so với chỉ số bình quân năm 2014. Theo các chuyên gia, các yếu tố tác động chủ yếu do quan ngại khả năng cải thiện tài chính cá nhân và nhiều người thận trọng hơn trong việc mua sắm cho gia đình. Theo số liệu của HSBC và Market Economics vừa công bố, chỉ số quản trị nhà mua hàng PMI của ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 4 có mức tăng kỷ lục là 2,8 điểm, lên mức 53,5 điểm. Đây cũng là tháng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ khi tiến hành tổng hợp PMI Việt Nam từ tháng 4 năm 2011. Trong phiên họp thường kỳ chính phủ tuần qua, lần đầu tiên trong các cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế cho ngân sách vay nguồn dự trữ ngoại hối. Đây được coi là chính sách để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển. Số liệu vừa công bố tại Mỹ cho thấy trên thị trường lao động, số lượng người thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn 262.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2000. Dù vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng khuyến nghị vẫn cần thận trọng trước các diễn biến trên thị trường. Mặc dù giá dầu thế giới đã giảm đi khá nhiều trong năm qua, tuy nhiên cũng cùng thời điểm này, đồng đô la cũng đã tăng mạnh khiến cho giá nhiên liệu tăng theo. Điều này khiến doanh thu của nhiều hãng hàng không tại châu Âu bị ảnh hưởng khá mạnh. Phần tóm tắt vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày 4 tháng 5 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị ghé thăm trang Facebook của FDMC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FDMC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại trang facebook.com/kinh tế tài chính TV. Còn bây giờ thì Tú Trinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin khác.